Người đàn ông này dùng gậy gỗ đâm chết một người, sau đó móc tim của người đó ra. Lúc đang định ăn, anh hét lớn một tiếng, người da đen sợ đến mức bỏ chạy. Vào một ngày trước, Robinson đã cứu được một người da đen liền đi theo Robinson tới bên bờ biển. Tuy anh đã cứu người da đen, nhưng tù binh da đen lại không quen biết anh, cầm gậy gỗ lên định đánh nhau với Robinson. Robinson sợ đến mức cầm súng và dao dài chĩa vào anh ta, nhưng tù binh da đen trực tiếp quỳ xuống, đặt chân của anh lên trên vai. Anh còn chưa kịp phản ứng lại, suýt nữa đã bị hất ngã xuống đất. Người da đen nhặt được súng, không biết là gì, cũng không biết sử dụng, không thông thạo ngôn ngữ, nên cũng không thể giao tiếp. Anh lấy ra thức ăn từ trong túi và đặt sang bên cạnh. Lúc người da đen định đi tới lấy, người truy đuổi đã đi tới. Anh bắn chết từng tên với từng phát súng. Người da đen dùng gậy gỗ đâm chết một tên, sau đó moi tim của người đó ra. Anh mau chóng về lại nơi ở, không biết người da đen là địch hay bạn, sợ anh ta sẽ tiến công vào buổi đêm, liền gài rất nhiều bẫy, túc trực trong phòng, không dám ra ngoài. Vài ngày sau, anh nghe thấy có âm thanh của loài người, thế là định ra ngoài xem xét, kết quả bị cái bẫy người da đen gài sẵn treo ngược lên. Anh ta lấy được súng của Robinson thì rất vui, nhưng anh ta không biết dùng nên chỉ cầm chơi một cách tò mò. Robinson liền dùng dao để cắt đứt dây thừng, cướp lại khẩu súng. Để cho người da đen biết được uy lực của súng, anh liền bắn chết một con rơi. Người da đen cũng không sợ sệt, cầm gậy gỗ lên, cũng ném chết một con, đắc ý cầm hai con rơi đến để khoe khoang. Robinson nhìn thấy lòng dạ của người da đen cũng không xấu xa, thế là đã đưa anh ta đến nơi ở của mình. Hôm nay tình cờ là thứ sáu, thế là liền đặt tên cho anh ta là thứ sáu, bảo anh ta gọi mình là chủ nhân. Sự xuất hiện của thứ sáu đã mang lại sự thú vị cho Robinson. Anh coi thứ sáu là học sinh của mình để dạy dỗ. Trong lúc dạy dỗ, thứ sáu đã nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực của anh. Hai người cùng nhau trồng rau, bắt cá, thậm chí còn học được tiếng Anh. Sau sự nỗ lực trong một năm, bọn họ đã có thể giao lưu bình thường. Robinson sống vô cùng vui vẻ ở trên đảo. Nhưng hôm nay, trong khu rừng đột nhiên vang lên tiếng thổi sáo. Quả nhiên, những thổ dân lại bắt người tới đây để cúng tế. Robinson trực tiếp dùng một mồi lửa để thắp lên một đống lửa. Ngọn lửa được thắp lên thì không ngừng lan tới phương hướng thổ dân. Thế nhưng chó của Robinson cũng bị ngọn lửa thu hút tới. Sau đó một tiếng động lớn vang lên, tuy đã khiến thổ dân bị nổ tung, thế nhưng bọn họ còn phải đối mặt với rất nhiều thổ dân khác. Robinson và thứ sáu quyết định làm thuyền để rời khỏi nơi này. Mùa mưa của nơi này sắp tới, bọn họ phải làm xong thuyền trước mùa mưa. Vào ngày mưa, bọn họ cố định sẵn thuyền bên bờ, nhưng mưa của châu Phi càng ngày càng lớn, trong thuyền nhỏ đã bị tích đầy nước mưa, còn bùn đất cũng bắt đầu nhão ra. Cuối cùng, vì không chịu nổi trọng lực, thuyền nhỏ đã bị xối xuống sông. Sau một trận mưa bão, nơi ở của bọn họ hoàn toàn đã bị xối rửa một lượt. Dê nuôi cũng bị thứ gì đó đập vào và chết. Điều quan trọng hơn là chiếc thuyền nhỏ cũng đã bị nước xối đi. Đã sắp tới đêm trăng tròn, thổ dân sẽ lại đến hoang đảo này. Bọn họ không có thời gian để tạo một con thuyền mới, nên không thể nào chạy trốn. Nếu dù gì cũng phải chết, vậy thì nên ra cố nơi ở trong thời gian còn lại thì hơn. Gài bẫy trong nơi ở, bài trí sẵn vũ khí có thể dùng. Điều còn lại chính là đợi thổ dân trúng bẫy. Lại tới đêm trăng tròn, hôm nay thổ dân lại lên hòn đảo hoang. Robinson thử dùng tiếng sáo để thu hút thổ dân đến nơi ở của Robinson. Tất cả những điều này đều nằm trong suy tính của Robinson. Bọn họ hoàn toàn không biết, đây là một trận đấu trí tuệ giữa người văn minh và người nguyên thủy. Lúc Robinson tưởng rằng toàn bộ thổ dân đã bị tiêu diệt, vừa cầm súng lên định đi xem xét tình hình, Robinson lại bị thổ dân còn sống sót đánh lén. Rất không may là Robinson đã bị thổ dân bắt lại. Thổ dân yêu cầu Robinson và thứ sáu đấu với nhau, người nào thắng thì có thể sống sót. Robinson và thứ sáu đã bị thổ dân sắp xếp solo với nhau. Tuy bọn họ đều không muốn làm tổn thương lẫn nhau, thế nhưng trong hội thổ dân này, bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Tuy Robinson đã chiếm ưu thế, lúc kề dao lên cổ thứ sáu, anh vẫn không nhẫn tâm giết chết người này, người bạn đã kề cạnh mình nhiều năm. Đột nhiên dao của anh rơi xuống. Lúc này, anh bảo thứ sáu giết mình, như vậy, anh ta có thể được người trong tộc thiếp nạp. Lúc thứ sáu do dự, anh ta đã trúng một phát súng. Hóa ra là đội thuyền đi ngang qua đã tới đây và thành công cứu được Robinson. Robinson ôm thứ sáu hét lớn. Người bạn duy nhất của Robinson đã chết như vậy. Sau đó Robinson cũng đi theo đội thuyền về với xã hội văn minh. Nếu cho bạn ở trên một hoang đảo, bạn sẽ làm thế nào?